Hello, chào các bạn, mình là Linh đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ vẫn về trở lại với cái di tích hoang ở thuộc đền Cổ Hải đi. Đền Cổ Hải nghe cho nó dễ hiểu, lòng hoang làm gì. Và khẩu DE God Hunter. Khiếp, ở bên Trung Quốc mình không biết thế nào chứ mà về Việt Nam mà nghe nó vi diệu. Ôi, các bạn để ý là cái con đồ săn kia kiểu nó to quá các bạn, nó mới mắc mắc đầu. Ui, suýt thì mất đi thành. Nếu mà bạn nào mà bây giờ vẫn chưa biết cái khẩu này thì cái này các bạn vào chỗ sự kiện ấy, chỗ sự kiện thì sẽ có cái này free 2 ngày nhé, 2 ngày được các bạn thử. Ôi nghe Hunter lại mình lại tự nhiên lại nhớ xếp tùng các bạn. Ui rồi, ui nó có đến được, nào nào nào, ui nó nháy rồi các bạn ơi. Ôi đây đấy, rồi ok, mình đâu Linh cũng phải là xếp tùng đâu mà, à đây rồi, con này nó bám mình từ đâu đến chuyện cuối trận này. Đứng lại, xích đứng lại. Sky ơi, để gọi Sky. À mà chết mà chết. Rồi thấy rồi nhá, thấy rồi nhá. Rồi xong. Nó đuổi mình ra vẽ luôn các bạn ạ. Ôi, cái đồ to nó nháy mà mình bắn lỡ tay. Ôi chui chui chui. Ôi, cái khẩu này cái gì à? Săn ma, thợ săn ma đấy các bạn. Thế là về chúng nó đi săn thôi. Nhưng mà từ nãy giờ mình thấy là chúng nó đuổi mình sấp sấp cả mặt ra rồi. Ui, nó không lên được đâu. Các bạn cứ chặn ở đây là được này. À, con đồ to dụng rồi. Ê, thôi, chui, 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 ôi, chơi nhây mày. Ê, nó chồng đến nhau. Chết rồi. God Hunter, cái khẩu này hình như là lâu rồi nhưng mà mình khi mà về Việt Nam ấy thì mình chưa có cơ hội test. Vì một số nick của mình mượn ấy thì nó không có khẩu này nhưng mà hôm nay lại truy kích lại cho khẩu này hai ngày. Nghịch bắn khẩu này rất là thích, được cái kiểu nó êm ấy. Bắn rất là êm tai cũng khá là sướng, bắn mạnh đấy, dòng DE này bắn mạnh mà. À thôi đều đều nào lại săn được theo tiếng gọi của xếp tùng rồi. Ui chết rồi, đi ra cận chiến nó cũng còn là bị nó cào lại đó. Ui bị cận chiến không, ui nhưng mà mình cảm giác là nó nghe nó không. Ui chui 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 húc 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 ngay mà đít của con to kìa. Ấy cái này có cái nhầm này thì mình thấy nó phế vật rồi, chả tác dụng gì. Khẩu lục đi nhầm. Ui ui chui chui chui. Ê, nó đuổi ra đằng kia rồi bạn. Mình bóp vậy. Đáng lý ra là đang đuổi mình, thế là mình vòng xuống là chúng nó đuổi hết thằng kia rồi, thằng kia chết luôn rồi. Ê, thôi nói chung là do bạn đen thôi, biết sao bây giờ. Bắn nó về các bạn là bắn mạnh nhưng mà mình thấy là dòng DE thì được khẩu DE VIP thôi, thì khẩu này bắn ghê. Ui chui chui chui, ui đằng sau mình nhiều lắm kìa, lại lại thằng đồ to này. Sao mày đi đâu gặp gặp mày vậy. Ui mày quá, nó không săn mình. Ok bởi vào đây quấn lên nó, hãy để xếp theo thứ gọi. Ui ôi rồi chứ nó lên rồi này. Bây giờ mình rơi cái này mình chết thôi, mình cứ cố bám vào trên này thôi. Ui, không chạy không được rồi. Ui nó đông lắm. Rồi đây có khát đạn. Ôi mất huyết thanh rồi. Cứu em. Ừ, không thể chạy được. Nó đuổi dài quá. Mang tiếng là thợ săn mà từ đấy giờ nó đuổi cho đúng rồi. Không có chỗ nào để mà chạy luôn. Đấy còn về còn về. À nó thấy mình rồi, phát đấy nó thấy mình rồi, nó định chặn đường ấy. Nào ra đây, ra đây, ra đây. À về quá. Nào ra đây. Cái map này mình suy nghĩ lại, thật sự là cái map này mình thấy săn săn zombie rất là sướng này. Ui ui chết rồi. Ui heo mình 1 sao qua đây. Chạy. Ôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy thôi chứ giờ đứng lại cái là vỡ mồm. Ui ôi con chú quỷ theo mình nhỉ. Ui đuổi nó đi, đừng đuổi em. Ấy đẹp cửa hó rồi làm dân mình. Ôi, nó chạy rồi. Ôi các bạn ý là heo bọn kia toàn 2-3 sao mà mình sao tự nhiên mình mỗi mình 1 sao nhỉ. Điêu ấy. Ôi thằng top nằm dạng hãng ở kia rồi. Chết đó. Ôi đùa Linh đùa thôi, Linh đùa thôi chuẩn. Thôi thu hút sự chú ý của nó là nó vả rồi chết đấy. Con này nó vả đau bố được. Ui chết rồi kìa. Mày quá. May mà nó giết thằng kia trước các bạn, nó không là mình phải thay thằng kia nằm xuống rồi. Cái này cái gì à? Cái map này này thì mình chưa thử ở Việt Nam, thì mình chưa thử cái chế độ zombie thường chứ còn chú quỷ mình thấy săn hay cận chiến rất là sướng luôn. Ôi ôi còn véo đâu ấy.
Tôi mất 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 lại mất giáp rồi. Cái map này thì đi mình thấy nhiều cái kiểu nhảy nhót đi, được cái nhảy nhót, nếu bạn nào biết nhảy parkour ấy, parkour giỏi giỏi một chút thì cái map này chơi cực sướng luôn, mình thề luôn, kiểu trôn dom ấy. Chứ mình thì kiểu nhảy nó gà mờ lắm, nên là cứ nhảy được đoạn nào thì nhảy thôi. Đấy, các bạn cứ nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại này là cũng dễ sống rồi mà. À ừ, cái các bạn có thể leo lên trên kia đấy. Nhưng mà thôi, nó khẩu lục này mà đi thủ dâm thì chắc chả giết nổi ai đâu. Ô đây đây đây. Ê. À. Ô, mình không hiểu vì sao mà mình chê, mình bị hóa zom luôn các bạn. Con này. Đây 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 đây. À ừ, còn cái chỗ nếu mà các bạn muốn bunny vào cái chuồng kia thì mình không biết bunny đâu, mình nhìn thấy thôi nhưng mà chưa thử được. Còn nếu mà các bạn muốn nhảy lên nóc thì ghê đấy. Còn các bạn muốn nhảy lên nóc thì các bạn chỉ cần có con đầu nhỏ ấy, các bạn bật F xong rồi phi lên là được, phi ở cái mạn bên phải ấy, phi lên dễ lắm mà. Ui ấy, mình chơi theo cả khẩu quả bom gót đấy, đúng thợ đây, gọi là thợ săn ma đích thực đấy rồi. Rồi ui chú ôi nó săn mình rồi, ôi nó giết thằng kia rồi. Ui con véo này, mình bắn nó nháy với đâu chứ. À đây rồi, nó hồi sinh đây này. Ui sao giật đây. Ui con véo kia bị vả chết rồi. Ờ rồi xong, lag rồi. Đây. What? Đùa. À nhưng mà không sao, nếu mà các bạn bị cận chiến ở cái map như thế này thì cũng biện pháp khắc phục rất là đơn giản thôi. Các bạn thoát ra rồi vào lại thì nó điểm nó vẫn còn, nhưng mà có nhiều bạn ấy kiểu như là góp ý như mình, kiểu khi mà thành chú quỷ ấy, thành con đồ to ấy thì các bạn thoát ra vào lại để làm do ấy. Nhưng mà theo mình thì không nên, bởi vì là cả cái map thì có đúng cái con đồ to duy nhất để có thể sau này để khi mà nó lớn ấy, nó nhú bọn heo nó nhú ra để thì nó mới vặt được. Chứ còn các bạn kiểu làm dom hết thường như này là bọn kia nó sợ, nó không sợ đâu, là nó cận chiến rồi đấy. Nên là khi nào các bạn làm đồ to thì mình khuyên các bạn vẫn nên chơi nhé, nên chơi đồ to chứ đừng thoát. Rồi đợi hết giờ thôi chứ giờ nó thủ dâm trong chuồng kia rồi, sao mà chiến được. Ấy được nhiều chỗ nhảy lắm, nhiều chỗ rất cực kỳ nhiều chỗ nhảy. Ôi bot ngu rồi. Có nhảy cái con chú quỷ ấy, bình thường ấy. À nhưng mà phải công nhận là lâu lắm mà mình chưa thành chú quỷ đâu. Thật. Hầu hết là mình. Ôi nhưng mà thành đồ to rồi đấy. Nên bình thường ấy thì mình khi thành đồ to mình toàn thoát rồi mà. Thật đấy. Mình khuyên các bạn vậy nhưng mà mình làm một kiểu. Ui giời. Chua. À, ngu người đấy. Ê làm sao. Rồi hai bé. Mày. Phần đấy các bạn để ý là mình còn 26 máu. May mà nó bắn chết ấy, không là nó vả cho cái là thôi đấy. Ở đây đây đây. Được rồi. Ây, mỗi người bé. Ôi, mình sẽ còn nếu mà may thì mình sẽ làm con đầu to, à đâu con chú quỷ chứ lâu lắm rồi mình không chơi chú quỷ rồi. Ơ, nó nhảy lên đây này. Các bạn lên đây nhảy được này. Ý, kiểu gì vậy? Ê, nhảy qua cái này. À nó cứ bắn nó khó chịu vậy. Mày rơi mất rồi. Ô đây đây đây. Bỏ lag. Ơ chết rồi à? Đây ok, mình bật E. Mình đợi E xem mình xem nhảy qua đây rồi. Nào. Không qua được. Mình tưởng bật E là qua được chứ. À, nhìn cái thằng kia ghét thế. Ôi mình cố quyết tâm giết được thằng này. Chỗ này các bạn nhảy lên cao được mà. Rồi mình sẽ cố gắng. Ê! Cái thanh nó bé quá, mình tuột chân rồi. Ok, lại. Làm lại từ đầu được. Đây này. À đứng đây là góc khuất các bạn, nó không nhìn thấy. Thò cái mông ra. Thò cái mông ra. Ôi, nó có huyết thanh các bạn. Đùa chứ, mà thanh niên có huyết thanh còn đi thủ dâm mình quỳ luôn. Chạy rồi. Đứng lại. À đây mày này, ghét vãi luôn. Thề chứ, sao ở cái ván đấy mình ghét nó vãi luôn đấy. May mà vẫn giết được, không thì là ngấp nhục luôn.
Ok, hóa hóa lên chú quỷ này. Đây. Đấy, con này thì vả cực phê rồi. À, đây, đây, đây. Đấy. Ê, nó có cái thanh chứ. Một phát. Đấy, một vả 3k máu rồi mà. Bắt rồi. À, bị hai phát. Ấy, con này nó kiểu nó cào hơi chậm. Ui, ok. 4 phát, phải cào 4 phát mới chết, đồng nghĩa việc là nó hơn 10.000 máu đấy. À, được rồi, nào. Màu. À, chạy. Ôi, được to rồi. Ôi, sao lại boss vẫn ngu. Trời, boss từ nãy giờ thì cơ đâu lây nhiễm được một thống, xong rồi giết được cả hai thằng heo, rồi còn chỉ boss ngu. Gầy quá. Ôi, mệt quá, nói chung là coi cho mình quẩy lên một hai phán nữa. Ấy, chỗ này thì nếu mà đánh do thích chứ không thích chú quỷ ý, thì lên đây này, lên đây thủ dâm cũng khá là ngon. Cầm snip ý. Cầm snip đứng đây thì đừng phê, đừng hỏi luôn. Đây. À cái thằng, à đúng rồi, các bạn ý là cái thằng mà nó vừa thủ dâm không? Mày chạy đâu? Mày chạy đi đâu? thì thấy thanh niên kia tội quá các bạn. Kiểu như nó biết sắp chết và nó không làm gì được ấy. Kiểu mình cũng cay thật, cái vừa đây thủ dâm mà mãi không lên được. Rồi coi như trả thù nhé, trả thù còn được top luôn, ngon thật. Ôi, rồi dòm nó hết rồi. Nào, đằng này bạn ơi. À đây rồi, à, nó thoát ra vào lại, bạn ơi, đây này, nó đây này. À đủ, nó chết rồi. Cái con đồ sắt mình vừa cần chiến ấy, nó thoát ra vào lại đấy. Được. À, mình thấy cái thằng hồi sinh ở đấy thì phải, à đây. À, ô cào trúng rồi mà, ô phát này mình cào trúng rồi mà, nó không bị lây nhiễm à. Rồi, tìm cái con đầu sắt kia rồi. À, phếu à. Các bạn phải để ý, ui, đồng toàn phếu thôi. Nếu mà mình thường ấy, mình rất là thích cái map mà nhiều con đồ nhỏ ấy. Còn con phếu này thì, nếu mà cay quá kiểu không làm gì được nó thì mình thường thì hay chơi cầm kiểu Deathtroy hoặc là shotgun VIP vào quật. Ấy, thằng đầu sắt kìa. Ui, trời, làm phếu lắm các bạn, toàn phếu thôi. Ui, nó không nhìn thấy. May quá. Ui đều. Ui từ không thằng nào nhìn thấy chứ. Ý, chạy đó. Ui lại con đồ nhỏ kìa. Nào. Ý. Không thể chạy được. À đâu, con vế nó không lây nhiễm đâu mình. Ui thằng kia thủ dâm rồi. Ôi đây. Đứng lại. Đây thằng này nó cầm khẩu gì vậy? AR-15. Mày. Đâu ấy? À. Vậy. Ui nó cần chiến, nó chém cho một phát còn 500 máu này. Ôi, có khi chắc clip mình sẽ tạm dừng đây nhá. Các bạn xem clip thì nhớ like ủng hộ mình. Nói chung là hôm nay mình chỉ thông báo cho các bạn việc là hôm nay là đâu gọi là thợ săn ma của Linh nó này bị cào, gọi là bị săn cho là sấp mắt luôn. À, mình nói lại một lần nữa là phải trốn. Ui vãi, là chém phát chứ luôn. Các bạn là sở hữu cái này ở trong cái ấy nhá, cái sự kiện ấy, nó sẽ được cái này khẩu này 2 ngày với cả lực khẩu cái quả bom lưu đạn nữa. Ok, like nhá, bye.